Bữa nay ông nội bên đây nè. Nè nè Đây nè. à? Ừ, ok. Cái thằng này nhìn như cái quỷ quy sủ què vậy, Ok, không sao nhìn đâu. như người đang nhốt ta căng. Không không không, Ui, cái như hành này chó chắc chắn lắm. thằng Hùng làm gì có. Cái hành này chắc chắn lắm. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Hành này chắc chắn lắm. Từ đi nha, đi từ dâm nha. à? Bây giờ ta sẽ nhảy. Ui, nó qua kìa căng. Ui, ta chuẩn bị dâm rồi. Ui, ui, ui. Ok, Ôi 3, 2, mà 1 nha. Luôn có một phép màu ok có thể làm cái bụp luôn. 3, 2, 1. ok what the Bụp. cái gì vậy khác Ui, ui. Vãi, ta lấy nhầm số lava quá, tờ heo. Sorry quá. làm thử Ok, có thách chồng giết nha. người như ta Biết rồi, biết rồi. toàn đấy là toàn chết thôi nha. Ok. Quang, đào quả lóc qua nó. Ok, Đào quả lóc qua quay nó. người nó nha ha. Đào quả lóc. Từ từ, quay, từ từ. Ê, quay, làm gì vậy, quay. Quay, what the fuck, quay. My god Quay, chui xuống, đừng đừng đi xuống đường này, đừng đi xuống đường này, đừng qua đường kia. Ok. này à? Ờ, đi nói đi. Oh my god, cái gì vậy? Cho ta lên. Nope. Hello, xin chào tất cả mọi người, chào trở lại với channel của mình là Khang VN đây. Yeah. Đúng ơi, Oh. thì em thấy mình đang đứng ở đâu không? Yes. Em biết mình đang ở đâu không? Đúng rồi, ngay nữa Skyward đó. Thì em biết video này Mày làm gì hả? what? Hôm nay hả? Mày Hôm nay chúng ta làm sẽ gì thực hiện một cái thử thách của một bạn nào đó nhưng mà ta không thể nói cho người được. ok đừng Bạn tôn chưa? là được nha. Ok, tôi thấy không cho đâu. Tôn Đừng là có ta lo. giận đi đó. Biết rồi, đừng đừng có để ý mấy cái trò cho nó, tao có cho nó sợ. Ok, thì có nhiều bạn kêu mình là tại sao anh không dùng cái giọng kia. Yep. Thì cái lý do đó chính là phần mềm đó nó bị hư rồi nè. Oh my god. Mà mình giờ thấy giọng này cũng dễ hư mà ta. Thì Không dễ là thương lắm đâu. hơi men một tí thôi. Yep. Ok, mình phải sống thật chứ anh em. Đúng không? Chúng ta phải sống thật. Ok, thì chúng ta không làm mất thời gian của anh em nữa. Thì ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên là cho mình một like và một subscribe. Và đừng quên phải nhấn chuông ủng hộ kênh của mình cũng như kênh của Quang nha anh em. Ok. Yay. Ok, vậy chúng ta sẽ vô trận thôi Quang à. Let's go. Ok, yes, chúng ta sẽ chọn cái kết này vô. Ok, Quang. Ok, ta sẽ Ok. chơi cái giáp vàng càng. Ok. Những sai kit gì mà có giày đẹp vậy? À, Oh my đẹp lắm god. nha. Ok, Quang. Những giày đẹp và mì. Ok, thì ta có một cái ý kiến này Ta rất có là gì hay đâu. Quang à. Ta sẽ bơi build một Ok. cái thành để bảo vệ ngươi nha Quang. Ok. Ok. Nghe Từ là nha. thử thách Ôi, của mình có hàng nó là rớt dưới bạn. kìa. Hàng nó rớt Bắn nó đi, bắn nó đi. Nó là chết gì? Bây giờ Nó chúng là ta sẽ chết build một gì? cái thành nha. Build một cái thành để bảo vệ Quang anh em. Bảo vệ YouTuber nổi tiếng. Ok. Ui, nó chưa té khen. Ôi. Ui, có thằng thăng qua này khen. Để Thằng này thăng qua này. đi. Hàng đó có hai hàng Quang coi Ui, chừng đó Quang à. nó. Ui, nó hai thằng luôn khen. Làm gì vậy ba? Ta đang Anh đi nhìn làm cái gì mình vậy? cao này. Thằng giỏi. Vãi. Ok. Ui, hạng kia đang chém nhau. Ok. Xuống đi Quang. Xuống đi. Wow. Oh, dính luôn Ủa, nó bắn kìa khen. Nó đi. God. Ok, chúng ta có lên vào. Ôi mà nó đi xuống xây thành tiếp đi càng của nó không đánh mình nữa. Đấy, đen định xây. Ui thằng nó vẫn trèo lên được khang. Thằng Nó này gọi ôi là thằng nhây này đó. thằng gì Ok. Ok, nhìn Quang qua thằng đây kia Quang. Chui vô. Cái hành này vô chui đây nè, lỗ bên đây nè ông nội, bên đây nè. đây à? Ừ, ok. Cái thằng gì nhìn như cái quỷ quy sủ què vậy, Ok, không sao đâu. nhìn người đang nhốt ta khang. Không không không, Ui cái hành như này chó chắc chắn lắm. nào à? Hùng làm gì có. Cái này chắc chắn lắm. Đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Này chắc chắn lắm. Đi Từ nha, đi từ dâm nha. à? Bây giờ ta sẽ nhảy. Ui nó qua kìa khang. Ui ta chuẩn bị dâm rồi. Ui ui ui. Ây da. Anh bị lỗi rồi. Trời ơi cái thành như Cái liền thành đó bị khang. fail rồi Quang ơi. Sorry Quang. Ngươi làm chết ta luôn rồi, làm sao đạt top 1. Trời Ây ơi. da, căng rồi nha. Sorry Tại sao ngươi Quang. lại chôn ta? Ta đâu có Phải như chôn cho ta đúng không? cái thành nó bị fail. Sorry Oh Quang. my god, ta tưởng ta sẽ bay lên được chứ. Để Chết luôn rồi. trận sau cái từ từ giờ ta đi tìm ta kêu nó. Ok. Oh my god. Bây giờ ta đang rất là mất Nguy cái cơ thế Quang rồi. à. Tại Tại vì ngươi sao? mà tin thì ta sẽ thua đó. Tại vì Trời ơi, thằng ở này đây. cái thành chính đa quá. Ui, ui hay quá Khang. Hãy đi Khang, ngươi còn yếu máu rồi. Biết mà. Có ta là ta sẽ có một người rồi. Tiện Đúng làm rồi. ta tiên. Sorry Quang, I love you rất Oh. nhiều. Nhưng mà đích yêu rất là nhiều ghẻ nên không ai love you. Quả tiên ti trời ơi. Mày học cái tiên ti Sida nó ở đâu vậy? Ơi, tao mới sáng cháo Đi ra vừa. chế đó bà. Thế à? Thế nào nhìn kinh vãi. Nhìn
không ra một hệ thống chính trị. Vãi, một hệ thống chính trị. Quang Neighbor nha. Ấy, tôi sẽ được đi tù. Tức là còn một hàng với lại thằng kia nữa Quang à. Người đang mạnh nó người không tâm một mà tâm giận đi. Ok, sao đi rồi. Gần đi tiêu rồi Quang. Đó là đồ xịn nè. Ok. Thằng đang ở Bình rất là nhiều đồ xịn nè em. Mình sẽ đi thẳng đứng bọn kia xem nó đang làm gì. Còn mít đích. Yep. Một hai thằng nó đang một team nó ở nhà kìa. Còn thằng kia ở đâu? Mình sẽ đi tìm thằng kia. Full đồ bè rồi. Ok, chúng ta có nên lụm kiếm lửa không ta? Nó nấp kín quá. Thế này đâu đi. Cả. Ui. Từ. Thang đồ xịn rồi. Con một là hơi phí nha. Ui ha, kia đang qua mic kìa Thang. Thang đằng trung tim đang qua mic kìa. Đúng là một quả. What are you doing? Nó bắn kìa. Bây giờ ta cần ôi con đẹp. Ê, bắn cái quả không được ba. Ui nó qua nó giết người kìa Thang. Hội đồng ngươi kìa. Từ từ thôi bê bê. Nó đi. Nó xin con trong mai kìa. Mày xong nha. Ôi. Ôi. Hội đồng rồi. Ôi. Mày sau nha. Oh my god. Ăn phá Khang vào. Hay quá Khang ơi. Sao số 1 rồi. Khang bro mà Quang nói gì vậy. Còn mình kia giết mình anh em. Còn kia đâu Quang. Ui. Để ta xem nó có trong đây không. Hết end bữa rồi. Oh my god, nẹt cái thằng này nó lúc đầu rồi nhỉ. Không thấy tên nó đâu Khang. Ok, ta thấy rồi. Ta có cái này. Ta thấy được. La bèn. La bèn Iberil nha. Nó ở em nó có trong đây không. Ở đây nè. Đâu. Oh my god. La bèn nó chỉ ở bên đây nè. À, thể nào thấy cục đá nó núp ở đây. Vào xem thử Khang. Nó làm chát đó Khang. Thằng nghi lắm. Nằm cháp đấy. Chúng ta xem có cháp nha. Quét tiền tiền. Chạy đi Khang. Trời ơi chạy nhanh lên. Chạy đi chạy mà. Quanh nắp rồi. Hello có ai dưới không. Ui mèo qua. Ơ có. Ui chết thật. Chị ui thằng kia 7 kill luôn. Chị tờ heo. Ok xin lỗi Quang. Cái pha làm cái thành kia hơi fail. Giờ làm lại nha. Giờ chúng ta cần cái đá. Cái thành toàn team đi xong rồi. Ok có đá rồi nè. Yep. Thành nó chắc không bao giờ nhảy được đâu anh em. Anh em đặt cái thành khó yep. Như gì luôn. Thử thách của fan mà. Thằng của Quang nha. Tà quà chứ em nói ơi. Ok. Yep. Vậy chưa. Anh nhìn bên đây là cái hành chắc chắn nè Quang. Chui vô Quang. Chui vô Quang. Chui vô. Ok. Cho người chứng nè. Chuẩn bị chưa Ok. Có nước không? Cho ta nước. Làm gì có nước. Cho ta nước. Ok, không có nước hả? Ok. Ok, cái thành này rất okay, là easy quay rồi. Ok. Cái thành này nguy cơ sống rất là cao quay. Và nguy cơ có thể ngươi có một phép thuật có thể là ghi, lúc đó ngươi sẽ là kêu cái bụp. Được không? Ghê lắm. Ok, 3 2 1 nha. Ngươi có một phép màu có thể làm cái bụp luôn. 3 2 1. Ok. What the? Bấm. Cái gì vậy Khang? Ui, ta vãi ta lấy nhầm sô lava quá tờ heo. Sorry quá. Trời ơi. Vãi ta phải đưa sô nước chứ. Ai da. Trời ơi, đi xin nước không có nước, không có ui. Nước thì đặt sô lava vào. Đi đùa. Ui. Ui, chết chim. Oh my god, sorry, không có nước kia. Ngươi có nước mà ngươi đặt lava. Ta, nãy ngươi quay ta lọt hả? Ta đâu có kịp đặt lava đâu. Trời ơi. Vào. Đi đi nghe. Kia thế làm sao phải có một được Khang. Oh my god. Ui, bị đứng rồi. What the hell, bị đứng rồi. Em vừa đứng rồi. Em vừa đứng rồi, what the hell. Oh my god. Anh chạy đi Khang. Ôi trời. Oh my god. Ui, em vừa lắc. Ngươi định xem là lắc con biến quả tim. Anh biến nước thành lạc bè. Đỡ nhau Khang. Đâu đâu. Lần hai rồi đó. Ui mấy đứa này nó qua kìa. Ui mấy đứa kia nó qua rồi. Oh my god. Khang có thằng bên kia kìa Khang. Có thằng bên trái kìa. Mấy em mặt em. Ui. Thằng đi nào ra vậy. Giết nó đi Khang. Ui hai thằng Khang chạy đi. Khang có giết được hai thằng. Có một thằng. Oh my god.
hay quá. Cái thằng này y gì thôi. Làm ta thất vọng. Cho vào lắc thế nhỉ. Ui, thằng bên đây nó full đội kiếm cứ. Ui, full đội chén ghê. Ui, một team, một team luôn, một team luôn. Cái mẹ rồi. Chết người rồi thằng này. Ui, nó chung team. Team team chung kìa. Mày tưởng tao không có TNT hả mày? Ok, TNT chùm nha Quang. Thằng kia nó trốn giúp bên kia rồi Khang. TNT chùm nha. Đừng, ơi, chết rồi. Sắp chết rồi. Ui. Chạy đi Khang. Chết rồi, chết rồi. Lúc vào. Ui, thằng kia nổ chết rồi Khang. Ôi, what the hell? What the fuck? Ok, yes, chúng ta đã vô trận rồi nhóc. Ok. Ok Khang. Trời ơi Khang. Trận này có làm sao không vậy? Tụi này nó cho ta nhiều thử thách lắm nên từng trận là ta sẽ làm một cái thử thách riêng. Ok. 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 Nhưng mà mình làm thử thách giết người như ta. Biết rồi, biết rồi. Toàn lấy là toàn chết thôi Khang. Ok. Quang đặt vào lóc qua nó. Ok. Đặt vào lóc qua nó. Đặt vào lóc qua nó. Từ từ Quang, từ từ. Ê Quang, làm gì vậy Quang? Quang, what the fuck Quang? Oh my god. Oh. Ta bị lắc té rồi Khang. Ta có 3 gạch rồi. Ăn cái rêu, ăn cái rêu, ăn cái rêu. Ui, ta bị lắc mạng rồi Khang. Vãi, lắc mạng rồi sao chơi? Ui, có 3 mạch vậy. Mạng ta có 3 mạch à? Không. Vãi, quen mạng quen có 3 gạch à. Ừ. Anh em ơi, không ổn rồi anh em ơi. Lắc vãi liền luôn á. Khiến ta đã bị té luôn. Ủa thắng hay Khang. Ta đã chết rồi. Mày kia đã chết rồi. Bên nó hai thằng nó Khang. Giết thằng này trước. Oh my god nè. Giết đây. Một quá. Còn vài thằng. Có thằng có skeleton ở mid nha. Cái này đây là cái gì vậy? Ui, bị đứng server rồi. Đi đuổi nhau rồi. Ui, bị đứng server rồi quá. Có thằng đồ xịn mãi Khang. Tao bị đứng rồi, tao bị đứng rồi. Ui, ui. Trời ơi. What the hell? Gì vậy? Đâu? Đừng, di chuyển đi. Nhúc nhích. Nhúc nhích. What the fuck? Trời ơi. Tự nhiên nãy ta bị đứng, what the hell. Cái server kích ta ra luôn quay. Đấy, chửi này. Ui, ta có 3 vạch kìa Khang. Lắc vãi trưởng luôn. Đấy. Nghiệp quay lắm. Tắt mà xem đi. Lắc vãi. Bây giờ làm thử thách gì nữa Khang? Thì là nãy thử thách này cũng easy hả quay? Easy lắm hả? Ừ, easy. Khang nghe lại đi. Ok. Giờ bên này nè. Từ từ. Bây giờ ta sẽ đào một cái lỗ đây. Rồi Quang. À. Ngươi đứng cho nó đi, ngươi đứng cho nó cầm tụi nó đi ta làm cho. Ta làm cái thử thách này. Ủa? Ê, lên cho nó ba, làm gì vậy? Lên đi. Anh nhảy xuống nhầm. Không được nhảy xuống đây, ngươi nhảy xuống đây là ta không hoàn thành thử thách. Thử thách kêu là không cho anh Quang nhảy xuống đây. Ok. Ta sẽ không nhảy xuống. Ok. Có thằng định qua này Khang. Chắc cuộn á. Oh my god. Mày tự nhiên mình muốn qua mình Khang. Mình ngắm tính gà Khang. Ta đang canh okay. Nó đây. Ok, chuẩn bị cho Quang. Làm gì? Ta đang canh nó hàng này rồi. Rồi. Qua đi Quang. Chưa xuống, đừng đi xuống đường này, đừng đi xuống đường này, đừng qua đường kia. Ok. Này ạ. Đi nói đi. Oh my god, cái gì vậy? Cho ta lên. Oh my god. What the fuck? Ủa? Sao ta làm theo ý của fan mà sao nó lại ra như vậy? Vãi chưa? Sao ngươi làm cái sao rồi. Thì mình cả hai đứa chết vậy? Ok thì video cũng khá dài rồi anh em. Thì ok, đã tới cuối trận rồi Quang à. Ta sẽ nói cho ngươi biết cái những cái thử thách mà mem đã đặt ra. Đó chính là gì? Rất là bình thường thôi. Đó chính là đúng cho rồi. Anh Quang trong suốt trận Skyward. Mắc cười quá. Ta sẽ giận người Kathleen. Cho anh Quang trong suốt trận Skyward. Bây giờ ta đâu được chơi đâu, ta chết. Hồi nãy là bao nhiêu cái chat là ta bị ra cho người đó. Làm gì có ai. Sorry Quang. Ok, nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, một subscribe. Và đừng quên nhấn cái chuông để ủng hộ kênh của mình cũng như kênh của Quang nha. Ok. Các bạn xem video vui vẻ một ngày tốt lành. Bye bye. Quang giận mình luôn rồi anh em. Bye bye Khang.